là bây giờ mình cũng 19 tuổi rồi, 20 tuổi rồi, thì mình ước mơ là cũng khớm à. Sao mà chúc mừng nhà chị Đại mà ước mơ làm chuyện khớm là sao, dụng gì nữa? Chúc chị Đại hôm nay là mùng 9 tháng 9 rồi hôm nay mình có đến đây rồi. Mà mình có bà cho chúng tôi luôn, có bà luôn. Sao mà em tặng đồ sao mà chim sâu tặng là mẹ chồng rồi kìa. Bình thường mà trời. Bình thường hả? Bình thường. Ai biểu không phát. Đừng có quýnh con. Tặng đồ sao tặng lại cho mẹ luôn. Rồi sao bắt tay tới đàng hoàng có làm gì? Sao? Rồi còn ai? Con rồi. Nói gì vậy? Biết không? Ông nội bà nội. Cái thằng bé trai không có nợ để lại. Chị Đại đứng mỗi giờ rồi, chị Đại ngồi rồi. Giống chủ nhà hết sức không à. Bây giờ cô làm vô trong luôn đây, mà cô làm vô đây nè. Đó, chị hôm nay mình có hả? Chị Đại mời khách ra ngồi ghế đàng hoàng coi trời. Có coi, cậu phiếu đi bà ha. Không dắt cô lộm vô phòng cái chỗ mà động phòng qua chúc của chị đó làm sao đấy, cô lộm chúc mừng luôn. Trời. Nó có mình nói gì mà chúc mừng chưng rồi vui vẻ rồi đó. Chúc mừng sinh nhật rồi đó phải không? Quá xuất sắc luôn hả? Dạ, cại thượng cũng rất là vui. Rồi. Rất là may mắn. Kênh YouTube của mình là Ngô Ước Thượng. Bấm vô đăng ký kênh của trái đừng ngồi đăng ký à. Mà bây giờ em muốn bao nhiêu người đăng ký? Cháu bây giờ em muốn làm đăng ký cho em 10 người quá. Dạ. Mình là ứng hạ luôn. Mà em muốn bao nhiêu người đăng ký?
60 người. 60 người nữa là 120 người là đủ phải không? Dạ còn chơi mà có 33 người chơi mà. Cửu vậy? Có 33 người chơi mà. Ý là đăng ký 60 mấy người mà có 33 người coi vậy hả? Dạ. Ờ. Trời bây giờ em mình. Em muốn bao nhiêu người coi? Đó. Bây giờ mọi người thấy không? Ờ. Đứng xích xích gà đó, đứng xích xích gà. Bây giờ em muốn bao nhiêu người coi? 45 người chứ. 45 người coi là được phải không? Bây giờ kênh em kênh gì em đọc lớn lên cho quý vị khán giả nghe được, vô tìm kênh em coi. Ngô Hữu Thiện. Ngô Hữu Thịnh. Ngô Hữu Thiện Thiện. Ngô Hữu Thiện. À, biệt danh là Cô Lậm. À. Em của mình trước các bạn đó. Đâu. Anh con đi làm, con tôi ở Bình Dương á, còn ba con mất rồi, có thằng mẹ con rồi, à. Nó bệnh. À. Trả chưa thật hả? Có à. Gì đâu. Vậy hả? Dạ. Ờ. Còn có không có cha là có không có nợ để lại là bên cho Phú á, mà tại bây giờ bả rồi ông ấm mập đầu tôi không có chịu đâu, nghĩ lúc tôi mới chịu. Má ơi không chịu, má ơi. Má không chịu hả? À. Không mà bây giờ cho hỏi rồi, bữa nay là mình là fan hâm mộ của chị Đại hay gì? À fan hâm mộ. Rồi mà sao mà cho hỏi cái là sao mà đi mà đem cái cặp của bà ngoại nữa vậy? Dạ của mẹ em để lại. Của mẹ em để lại hả? Mẹ em để lại. Rồi hỏi thêm cái này nữa thôi mà đeo cái cây viết theo làm gì hả? Đưa thôi làm ghi vô. Ghi gì? Ghi gì? Ghi gì? Ghi chung mực. Cái gì? Để làm việc. Làm việc hả? Ước mơ làm chuyện khóm đó ha. Dạ. Nè. Bây giờ để tôi gặp nó lại cho nghe nha. Nếu ngày xưa biết tin anh qua con đêm mơ, khi anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa mưa phố đi trên lối về, anh đã quên được em. Đâu tỉnh làm sao để riêng chưa đi như dấu chân anh mỗi ngày, làm sao cho lòng anh khôi rồi cho nhắm chân mơ giấc mơ, làm sao để mơ mùa thu tình tôi chưa nắng em, làm sao chi hãy mơ anh không buồn. Hay là không? Hay, okay. Okay, quá hay quá. Đó, bạn này có điểm mơ của Cao Thái Sơn. À. Sáng chó của Hoàng Phương Kha. Rồi. Tối ngọc tuyệt của Hàng Châu. À. Qua là bạn này là chúng ta mọi người biết chăm chút mình tới đó. À. Qua phần thể hiện của Cô Lụm. Đúng. Đúng. Ok. Tại vì tôi là tuổi bắn hài đó nha. Tại vì cái lúc mà vợ chồng mà tâm sự đó, thôi tôi nói thử với bà con luôn á. Làm tâm sự là thấy người ta cười rơi nước mắt luôn. Thì sao người ta cười mà rơi nước mắt kỳ vậy? Ừ. Vừa buồn vừa vui. Vừa buồn vừa vui gắn lộn ha. Dạ, vừa cười vừa khóc. Còn nó ơi. Không biết là ra Long. Mới tâm sự chứ. Ờ, để tao tâm sự với khán giả. Dạ, tại vì bà con qua giám khảo á, ứng hợp em có lần không? Tại vì mình là cũng như là có trăm dưỡng á. Dưỡng thầy nó là hai tháng hơn rồi. Dạ thôi bây giờ nó là nè. Biết mình là ai không? Mình Việt Nam của Lâm Hợi mà mình là tấm chiếc bơi. Với tấm chiếc bơi là không có gì là khó. Đi xin xin gà, tấm chiếc bơi không có gì là khó. Đi cho hành á mọi người. Mai diễn lắm. Dạ. Nào bây giờ diễn cái nào nào. Bây giờ mình diễn cái cảnh này hay lắm nè. Tôi là diễn viên đó ha. Tôi là người mẫu đó. Tôi là ca sĩ đó. Trong ca bản nào cũng hay hết trơn á. Bữa nay anh vui rồi đó. Chị Đại đi kìa. 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 Trần gian chỉ xuống trong bờ hoài, rằng lao khó trong trăm trình đồng ý. Tình vợ chồng em nguyện phí trâu, như cánh hoa trôi hồng trần cường. Chỉ ra đây chồng thật không ơi, giao đức chờ đầy xa xa. Ta lừa bốn tình mình đã chứng còn những giận yêu mong những người còn giá mà chưa mà thắng mà chống gió mới một trong một lần chương đồng mình nó ra mình hình là thức cho trời chứ đó chứ không ngầu ơi hàm ơi sao không nổi sao ngậm cục đá vậy vâng không kẹo hả không kẹo thôi giờ nghỉ ngơi đi ha, chút xíu tới giờ vô dùng tiệc với chị Đại nha, ngày vui nha. Bây giờ mới lại cho luôn. Đi. Rồi ha. Ok. Đi. Đi. Đưa mít. Dạ. Đi đâu? Đến đây cũng kết thúc cái khán giả. Thì thấy cô Lượng hôm nay tham gia nhà của cô chú. Lượng đây thì cũng không có được tròn chịu gì khán giả, thì em qua đây chủ yếu là qua cho chú sâu và chúc mừng bà Út ha. Dạ. Chúc mừng Út ăn tăng gia
cho bà tăng gia cho người đưa vợ. Không tăng gia mà ngăn phát tài ha. Ngăn phát tài ừ dạng sự quy lý năm mới gì năm mới trước khỏe ăn rồi rồi. Clip này cũng cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn cô Lượm nha, bắt tay ơi. Dạ. Rồi ok em, rồi chúc em gặp nhiều may mắn nha. Rồi bye bye, cảm ơn khán giả rất nhiều. Nhớ đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo. Dạ cảm ơn, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.